máy rửa mạch có thực sự cần thiết không? Chọn máy rửa mạch nào tốt? Máy rửa mạch giá rẻ có nên mua không? Máy rửa mạch của hãng nào tốt? Có rất nhiều câu hỏi xảy ra khi bạn quyết định mua cho mình một chiếc máy rửa mạch nhưng không có ai đưa ra lời khuyên hay review máy rửa mạch cho bạn. Trong bài viết này, mình sẽ review 3 máy rửa mạch chính hãng tốt nhất và giới thiệu cho bạn cách mua máy rửa mạch nhé. 3 lợi ích của máy rửa mạch. 1. Làm sạch da tốt. Máy rửa mạch hoạt động dựa trên cơ chế phát ra sóng âm, phát ra sự rung chuyển giúp cho việc massage và tẩy bụi bẩn, tế bào chết cho da hiệu quả hơn so với massage tay. 2. Chống lão hóa da. Các sóng do máy rửa mạch phát ra có khả năng tăng cường khả năng chống lão hóa cho da. 3. Tăng tuần hoàn máu. Massage bằng máy rửa mạch giúp tạo ra tự tuần hoàn máu trên khuôn mặt làm cho da trở nên hồng hào hơn. Bên cạnh đó, bạn cần phải chọn mức độ rung thích hợp với làn da của bạn để tránh bị tổn thương hay bong tróc. Top 3 máy rửa mạch giá rẻ tốt nhất chính hãng. 1. Máy rửa mạch silicon FOL Lunaplay. Máy rửa mạch FOL Lunaplay này được làm từ silicon kháng khuẩn, có khả năng tẩy da chết và tế bào chết hiệu quả mà không gây tổn thương. Bên cạnh đó, sản phẩm còn sử dụng phù hợp với mọi làn da từ da thường, da khô, da dầu, da hỗn hợp. Chỉ cần một lần sạc trong 60 phút thôi là bạn đã dùng được tới 300 lần tiếp theo. Các sung tờ son ít và đầu cọ trên máy giúp bạn loại bỏ vi khuẩn, tế bào chết trên da lên tới 99% mà không gây bong tróc hay tổn thương gì cho da. Với máy rửa mạch 4O này, cứ sau 15s sẽ kêu một tiếng bíp và ngừng 2-3 giây để báo hiệu cho bạn biết là nên đổi qua vùng da khác mà không cần phải đếm thời gian. Quả thật đây là một sản phẩm máy rửa mạch rất thông minh, thiết kế nhỏ gọn và an toàn với nước. Ở thời điểm hiện tại, máy rửa mạch 4O Lunaplay này đang được bán chạy nhất và được rất nhiều chuyên gia về da liễu khuyến khích chọn máy rửa mạch này. Ưu điểm: đầu cọ được làm bằng silicon kháng khuẩn giúp làm sạch sâu cho da mà không gây tổn thương, giúp cho da trắng sáng mịn màng sau khi rửa mạch. Kết cấu vỏ máy rửa mạch rất nhỏ gọn, chống thấm nước vào máy nên rất an toàn khi sử dụng. Thiết kế nhỏ gọn, dễ cầm và mang theo khi đi du lịch. 2. Máy rửa mạch Halio Face Cleansing. Được thiết kế hình dáng độc đáo, cấu tạo đầu máy rửa mạch bằng silicon và kết hợp với 14 mức rung khác nhau giúp làm sạch da một cách dễ dàng, loại bỏ 99% vi khuẩn và bã nhờn mà không gây tổn thương cho da. Bộ máy rửa mạch Halio bao gồm một máy rửa mạch và một dây sạc USB. Chỉ với thời gian sạc 60 phút, bạn có thể sử dụng này lên tới vài trăm lần tiếp theo. Nắp đậy silicon cho cổng sạc, chống thấm nước tuyệt đối. Ưu điểm: có 14 mức độ rung khác nhau, giúp bạn điều chỉnh mức độ mà bạn cảm thấy phù hợp với làn da của bạn, kể cả làn da bị lão hóa. Dễ dàng làm sạch bụi bẩn và massage vào những vùng da khó nhất trên khuôn mặt. Giá thành khá mềm, tuổi thọ và bảo hành thời gian cao. 3. Máy rửa mạch silicon Inner FJE. Inner FJE là một hãng mỹ phẩm rất nổi tiếng với nhiều dòng sữa rửa mạch, kem dưỡng ẩm. Nhưng giờ đây Inner FJE đã cho ra đời máy rửa mạch riêng biệt độc đáo mang đậm màu sắc của hãng này. Máy rửa mạch Inner FJE được làm bằng silicon ABS rất mềm mại giúp hạn chế các tổn thương cho da. Ở đầu máy rửa mạch Inner FJE có một vùng gai đặc biệt giúp bạn dễ dàng massage và làm sạch các vùng da khó rửa sạch như cánh mũi. Theo như nhà sản xuất hướng dẫn thì chỉ cần sạc 2 giờ thôi là bạn đã có thể sử dụng này hơn 200 lần, tương đương hơn 2 tháng sử dụng. Ưu điểm: thiết kế độc đáo, đẹp, nhỏ gọn, dễ cầm và massage vào được vùng da khó làm sạch. Các gai trên máy rửa mạch được làm bằng silicon ABS rất mềm và không gây bong tróc da khi dùng, làm sạch sâu đến 99% bụi bẩn, bã nhờn cho da. Thời gian sạc 2 giờ dùng được hơn 200 lần tiếp theo.